Hi guys, welcome all of you to Emota English. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tiếng Anh Emota. Và ngày hôm nay, tiếp tục chuỗi video phân biệt từ vựng trong tiếng Anh, chúng ta hãy cùng tìm hiểu hai từ vựng sau đây. Đó chính là alone và lonely. Vậy trước tiên chúng ta cùng đến với từ alone. Và trong tiếng Anh các bạn có thể sử dụng từ vựng này với vai trò là một tính từ hoặc một trạng từ trong câu. Và nó có nghĩa là without any other people. Khi mà các bạn ở một mình và xung quanh các bạn không có ai cả thì các bạn có thể sử dụng từ alone. Một số ví dụ như sau nhé. Ví dụ đầu tiên đó chính là he enjoys being alone all day long. Tức là anh ta tận hưởng cái việc ở một mình suốt cả ngày. Hay ví dụ số 2 đó chính là I'm living alone. Tôi đang sống một mình. Thì các bạn để ý một chút, ở ví dụ đầu tiên thì từ alone đang đóng vai trò là một tính từ đứng sau động từ to be. Còn ở ví dụ số 2 thì từ alone đang đóng vai trò là một trạng từ bổ nghĩa cho động từ will. Vậy thì tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu đến từ lonely nhé. Trong tiếng Anh thì từ lonely có nghĩa là một tính từ, là một tính từ và nó có nghĩa là unhappy because you have no friends or people to talk to. Dịch một cách đơn giản, tức là các bạn cảm thấy không vui hay là các bạn cảm thấy buồn vì không có ai xung quanh để nói chuyện với các bạn cả. Thế vậy thì sự khác nhau giữa hai từ là từ alone và từ lonely là gì? Một cách đơn giản, các bạn có thể thấy rằng nếu như mà các bạn alone, tức là các bạn đang ở một mình và các bạn hoàn toàn cảm thấy ổn với việc đó, mình không có thấy buồn, không thấy cô đơn gì hết. Nhưng mà nếu như việc các bạn ở một mình dẫn đến một cảm xúc tiêu cực, đó chính là các bạn cảm thấy cô đơn, cảm thấy buồn bã, thì khi đó là các bạn đang lonely rồi. Chính vì thế mà trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi chúng ta có thể lựa chọn để be alone, nhưng mà chắc là sẽ không có ai lựa chọn be lonely đâu. Vậy thì một ví dụ đối với từ này nhé. I live alone and often feel lonely. Tôi sống một mình nên tôi thường cảm thấy cô đơn. Hay là ví dụ số 2 như sau. I felt lonely on the first day of school because I had no friends. Tôi cảm thấy rất là cô đơn vào ngày đầu tiên đi học hay là vào ngày khai giảng, đúng không? Bởi vì tôi không có bất kỳ một người bạn nào cả. Rồi, và một điểm khác nhau nữa mình chỉ muốn nhấn mạnh lại với các bạn thôi, đó chính là trong tiếng Anh thì từ alone nó vừa có thể là một tính từ, vừa có thể là một trạng từ, nhưng đối với từ lonely thì nó chỉ là một tính từ mà thôi. Nên các bạn có thể đặt câu là I'm living alone, nhưng tuyệt đối thì sẽ không nói rằng I'm living lonely, bởi vì lonely chỉ là tính từ mà thôi, nó không thể đóng vai trò là một trạng từ trong câu được. Vậy thì đến đây các bạn đã hiểu sự khác nhau giữa hai từ alone và lonely chưa? Nếu các bạn hiểu rồi, các bạn hãy đặt một số ví dụ của riêng mình và comment xuống phía dưới nhé. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay cũng mang lại một kiến thức hữu ích cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye and see you again.